Thời tiết lạnh vật vã, ở ngoài trời đang tuyết rơi, các bạn đang xem tuyết rơi đây, bắt đầu là rơi trắng rồi. Ở đây hình như là đang dưới âm độ á, nghe đồn mà âm mấy độ mà chưa coi nữa, sáng giờ chưa có dám bước ra khỏi nhà khỏi phòng, tuyết đang rơi. Quay clip này để sẵn cho tặng cho Cherry ở nhà. Cherry ở nhà mà thấy tiết kiểu này chắc nhảy đổng lên quá. Người thích làm công chúa tuyết. À, bởi vì Cherry rất là thích làm công chúa tuyết. Hôm nay Cherry không có đi. Phải Cherry đứng cái cảnh này Cherry là la hò hét rồi. Đây, mẹ Hà đang chuẩn bị ngoài sau lưng. Đây, mẹ Hà đây. Hello cả nhà. Lạnh quá trời quá đất luôn. Hà bị tắc tiếng rồi cho nên nãy giờ Hà không có nói chuyện với mọi người. Bị ho. Vừa mới qua Hàn Quốc lạnh quá là bị ho xong rồi bị tắc tiếng, bị càng tiếng luôn. Không biết chút nữa mà đi sự kiện rồi vô trong đó lạnh quá là nói chuyện sao đây. Ơi chào bạn Võ Võ Tuấn nè. Chào bạn Ngân Kim. Chào bạn Trần Tuyền, Mi Văn. Hôm nay thứ bảy cả nhà ở nhà nhiều quá nhờ. Vũ Phương Bắc nè. Ủa em cũng bạn Vũ Phương Bắc là cũng ở chỗ lạnh nè, có tuyết luôn hả? Lạnh quá chịu không nổi, ở Việt Nam đang bay mấy độ mà Nghẹt qua mũi đây hết là à? nghẹt mũi hết luôn, không chịu nổi. À, quên chưa đeo bao tay vào nữa. Em sẵn bao tay để trong trong áo khoác lên nè. À, nhét vô túi áo khoác. Ở đây lạnh quá, đẹp không chịu nổi. Đây À, bao tay đen nha, bao tay nào, bao tay đen nha. ừ, đưa đưa bao tay em mang vô cho an toàn đi. Nghẹt mũi quá rồi. Bao tay đen hay bao tay đen? Yeah. Đen. Ở nhà đợi đợi tí xíu ạ. Chút nữa đi xuống sảnh rồi. Bây giờ chuẩn bị xuống sảnh tập trung với mọi người để đi xe đến đến nơi Đến nơi tổ chức sự để tổ kiện. chức sự kiện mà cách tới 1 tiếng rưỡi xe lận. Mà hôm nay trời tuyết thì sợ không biết có kẹt đường hay là có sự cố gì không ấy. Mọi người phải 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 tranh thủ đi sớm. Nó giờ này phải chuẩn bị hết rồi. Ôi dép quá. Bây giờ mình phát hiện là mình yêu Việt Nam. Rồi. Thế là ấm rồi. Đi đi À, xuống đến đây sảnh lấy để cái áo live khoác. stream. Chào các bạn. Chào bạn Ánh Ngọc. Chào bạn Trần Nhã Thi. Chào bạn Nhân Kim. Chị đang chào bạn Hằng Eli. Anh chị đang đi tham dự event ở Hàn Quốc ở Seoul. Hiện giờ thời tiết là 0 độ C. Cho nên là ở ngoài trời mưa thì tuyết đang rơi. Rất là lạnh. Ở Việt Nam đang ba mươi mấy độ, ấm áp quá trời. Bây giờ vì công việc nên Quang phải đi bên này chứ. Hà là Hà sợ lạnh nhất luôn. Hồi xưa khi mà Hà học ở Anh á, Hà về Việt Nam là Hà nghĩ là không bao giờ Hà sẽ đi đâu vào trời lạnh á, vì Hà không có thích tuyết mà Hà cũng không thích trời lạnh. Nhưng mà không ngờ là bây giờ công việc cho nên là phải đi vào qua nước ngoài vào cái mùa tuyết rơi như thế này. Chào chào em, chào Tiết Nhi. Chào bạn Kiều Huỳnh. Hà cẩm này cho mặc cái áo vô không thấy Để mặc áo cho nó ấy nè. xong rồi Mặc cảm giác thẳng 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 nó thẳng đây nha. rồi 4 lớp Bốn lớp. Bây giờ Hà với anh Hải là đang chuẩn bị sẽ đi xuống dưới sảnh để tập trung với mọi người ở dưới sảnh. Sẽ live stream đi xuống dưới cho mọi người xem nha. đeo bao tay không có mà gài nút không làm gì được thôi lột ra Lột ra nhét cái trong túi á, nào xuống dưới lạnh á anh ấy. Cho nên không chạy đâu nha. đem khăn cho anh theo Nhưng giờ đến đó có chỗ không có khoảng. phải có chứ rồi tạm ổn cuộc sống tạm ổn rét quá
tròn theo nữa là xong. Lạnh quá, mới qua thấy bắt đầu muốn nứt môi rồi. Rồi. Bây giờ mình đi xuống dưới sảnh để gặp các bạn ở dưới luôn. Đi, đang hãy cầm máy đi. Đang uống nước tí hả? Ngoài trời, bây giờ nãy giờ tuyết nó đỡ rơi, đỡ đỡ hơn rồi. Hồi nãy là tuyết rơi rất là nặng. Bây giờ thì lớp lớp phớt thôi. Nhưng mà bây giờ là mới có ở bên này là mới có 2 giờ mấy buổi trưa thôi. Còn buổi tối thì sẽ lạnh hơn nữa đó các bạn. Tối hôm qua lúc mà Hà đáp máy bay á, đáp tới cái xong đi ra ngoài biển ăn á, là bước bước từ trong nhà hàng mà đi ra ngoài, bước từ trong nhà hàng mà đi ra ngoài ngoài xe hơi á, là lạnh run cầu cầu cập 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 luôn. Ok, đánh giả. Ok, đi ha. Anh có đem theo khăn choàng không anh? Đem chứ. Đem khăn choàng đúng không? Ok. Ở dưới gọi nè, anh live stream với mọi người đi, em lấy khăn choàng theo. Lấy khăn choàng theo chứ thôi lạnh lắm chịu không nổi đâu. Chết luôn á. Nghẹt mũi rồi. Hả? Anh lấy điện thoại rồi. Ok. Thôi xuống dưới gặp lại hả? Mình vô thăm. Hả? Đi xuống dưới luôn đi. Mình vô thăm máy mất sóng rồi sao? Lấy hai căn chưa? Rồi. Bây giờ mọi người đang chờ dưới sảnh hay gì xuống dưới rồi như thế nào? Chưa xong nữa mọi thứ. Đó, tính ra là sinh đâu sống ở đó đúng là quen rồi. Ở Việt Nam nóng nực gì mà quen rồi, qua đây lạnh quá. Mà có một điều cũng đang thắc mắc, ví dụ mà ở Việt Nam mà lạnh như thế này thì mọi người sinh sống thế. Đường xá thì vắng hoe, không có một người nào hoạt động hết. Thành phố lặng như tờ. Ủa này quay phim chắc đẹp lắm ta. Không có dính người. Không có một bóng người đi qua đi lại luôn. Nhưng ở Việt Nam thì sinh sống làm ăn sao ta? À có người đi qua. Lạnh quá vậy sao buôn bán, sao làm ăn? Đúng là mình bao đồng quá. Mịt mù. Xong chưa Hà ơi? Xong chưa? Rồi, thôi bây giờ đi xuống sảnh. Rồi, có mạng rồi, có mạng rồi. Ủa, Hà Đinh xuống đây luôn hả? Mọi người xuống đây hết hả? Không khí nó em.
tràn đầy ở đây. Đây đang có không khí Noel lắm rồi. Đây rất là đầm. Rất là đông người ở đây. Đang chuẩn bị ra xe để đi.